Rồi, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube Hiếu Hiền.vn. Mình là Trường Lê. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở ngoài công viên anh em, công viên Gia Định ha. Mình mang sản phẩm ra đây để mà đổi gió chút xíu, review cho anh em, cho anh em lâu lâu cũng phải nhìn thấy cái rau màu xanh ha, cho nó nhìn cho nó được tươi tắn, được sảng khoái hơn ha, cũng như là mình cũng được thư giãn đầu óc hơn. Review ở không gian mà cây cối rồi gió rồi chim hót như này thì cũng rất là tuyệt vời ha. Không dài dòng nữa thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một em loa đến từ thương hiệu Neco, đó là Neco NK600 ha. Đây còn đang nằm trong thùng nè, đó mình bưng từ ở ngoài chỗ đậu xe vào tới đây. Trời ơi nó mệt vừa nắng nữa. Thôi không dài dòng nữa ha, thì bây giờ mình và anh em sẽ cùng nhau vào nội dung chính của video ngày hôm nay ha. Ok anh em, thì đây chính là em loa Neco NK600, em loa mà hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em ha. Đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu về thiết kế của em này. Như anh em cũng thấy là em này sẽ được thiết kế dạng thùng gỗ anh em, và bên ngoài sẽ được bọc một lớp da màu đen, đó rất là sang trọng luôn nha. Thì em loa Neco NK600 sẽ có hai bản màu cho anh em lựa chọn ha anh em. Một là màu đen, đó em loa mà mình đang review cho anh em sẽ là màu đen. Hai là màu nâu, thích màu nào chọn màu đó. Ở phía trên đầu thì mình có một cái quai sách nè, đó loa karaoke sách tay, trang bị một quai sách bằng cao su ở phía trên, bắt ốc rất là chắc chắn nên là anh em yên tâm ha. Rồi tiếp đến là về ở mặt trước thì anh em sẽ thấy được bao phủ bằng một cái tấm e căng, một cái tấm e căng ha. Và ở đây mình có một cái logo của thương hiệu Neco, đó Neco Entertainment ha. Rồi đó là về thiết kế. Về kích thước của em này thì em này sở hữu một cái kích thước khá là gọn gàng nha anh em. Đó mình sẽ để ở trên màn hình để cho anh em tiện theo dõi ha. Một cái kích thước như vậy thì hoàn toàn mình có thể để lên xe để mang đi di chuyển. Mình đi những chuyến dã ngoại nè, những chuyến picnic nè, cắm trại nè, hoặc đơn giản trực tiếp nhất mà anh em có thể thấy là mình bê từ cửa hàng, mình bỏ lên xe, mình chở ra ngoài công viên để review cho anh em. Đó, một kích thước rất là tiện lợi ha. Về cân nặng thì em này sẽ nặng là 12kg nha anh em, cũng không quá nặng đối với một em loa xách tay đâu. Rồi, đó là về phần thiết kế, về kích thước, về trọng lượng. Tiếp đến là về phần trang bị âm thanh ha. Về em loa Neco K600 này thì em sẽ được trang bị một phần trang bị âm thanh khá là đồ sộ nha. Ở đây em loa của mình sẽ được trang bị một bass đôi 16.5cm, một mic 8cm và một chép 4cm cho công suất là 120W nha anh em. Đó 120W, đó là công suất thực ha. Rồi tiếp đến bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem ở phía sau của loa sẽ có những gì nha. Rồi thì đây chính là mặt phía sau của em loa Neco NK600 anh em. Nhìn cũng khá là xịn sò nha anh em, thấy không? Ở đây một cái màu vàng và bằng nhôm xước nha, rất là sáng bóng luôn và rất là nổi bật cho cái mặt sau của em loa mình đó. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem ở cái mặt sau này sẽ trang bị được những cái cổng gì ha. Rồi như anh em có thể thấy thì ở mặt sau loa sẽ trang bị cho mình một số cổng, như là ở đây mình có một cái cổng sạc AC 220V nè, ở đây mình có một cái nút nguồn để mở nguồn nè, on nè, off nè ha. Rồi ở đây thì sẽ ghi một số thông số của loa của mình nữa ha. Rồi ở bên này thì sẽ trang bị cho mình một số cổng. Ở đây mình có cổng out in nè, thì những cổng này mình có thể lấy âm thanh từ máy tính hoặc là từ điện thoại để mà mình xuất ra loa, hoặc là mình lấy âm thanh từ loa ha. Đó, thông qua những cái cổng out in này. Rồi cạnh bên là một cái cổng USB ha anh em. Đó, một cổng USB thì mình có thể cắm USB vào để mà mình phát nhạc ra loa. Cạnh bên nữa thì là cổng ARC và cổng optical. Thì hai cổng này sẽ cho phép mình kết nối với Smart TV, mình lấy âm thanh, mình phát ra loa ha anh em. Đó, rất là hiện đại luôn ha. Rồi ở đây mình có một cái đèn báo nè anh em, đèn báo sạc ha anh em. Đó, đèn báo sạc trang bị ở đây. Rồi, đặc biệt là em loa Neco NK600 sẽ trang bị cho mình một cổng cắm guitar nè, là cổng cắm nhạc cụ ha, và một cổng cắm micro. Đó, mình có thể cắm guitar và cắm micro vào, tạo thành những cái buổi trình diễn acoustic ha. Khi mà mình mang loa này đi ra ngoài chơi thì mình có thể cắm nhạc cụ vào, rồi mình tạo thành một cái buổi trình diễn. Đó, cũng rất là tuyệt vời ha. Ở đây thì mình thấy loa sẽ trang bị cho mình con chip là DSP ha anh em. Đó, thì chip DSP là chip xử lý âm thanh ha anh em. Nó sẽ giúp cho cái phần âm thanh cho ra được sáng hơn nè, rõ hơn nè, sạch hơn nè. Đó, rất là xịn sò luôn nha anh em. Đó là những cái cổng được trang bị ở phía sau của em loa Neco NK600 ha. Bây giờ mình và anh em sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần bảng điều khiển
cũng như những cái nút hiệu chỉnh ở trên này xem có gì đặc biệt ha. Rồi còn đây chính là bảng điều khiển của em loa Neko NK600 ha anh em. Đó, bảng điều khiển nhìn rất là xịn sò ha. Chất liệu là bằng nhôm xước nè, rồi màu vàng gold nè, sáng bóng luôn ha. Đó, những cái nút cũng ở đây cũng rất là xịn sò. Bây giờ mình sẽ mở nguồn lên để anh em thấy rõ hơn ha. Đây mình mở nút nguồn lên. Đó. Đó, màn hình LED ha. Màn hình LED bắt đầu sáng lên. Đó, nhấp nháy tức là chưa có kết nối với thiết bị nào hết, chưa có kết nối với thiết bị nào hết ha. Khi mà anh em kết nối rồi thì chữ Bluetooth này nó sẽ đứng yên ha anh em. Đó, chữ Bluetooth trên màn hình này nó sẽ đứng yên. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu về xem trên bảng điều khiển này gồm có những thành phần nào nha. Thì ở đây mình sẽ có thành phần là những cái nút hiệu chỉnh cho phần âm thanh nè, những nút chức năng nè, màn hình LED và một số nút hiệu ứng ha. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về những nút hiệu chỉnh ha. Về phần hiệu chỉnh âm thanh thì mình sẽ có thể hiệu chỉnh được cho phần micro nè. Ở đây micro thì mình chỉnh được âm lượng của micro ha anh em. Đó, âm lượng của micro. Rồi anh em thấy không? Khi mà mình hiệu chỉnh thì những cái thông số nó sẽ thay đổi ở trên màn hình LED ha. Đó, cái màn hình LED nó sẽ có nhiệm vụ là thay đổi hiển thị những cái thông tin, những cái thông số mà mình hiệu chỉnh ha trên loa. Đó, khi mà mình chỉnh cái âm lượng mic thì nó sẽ thay đổi. Đó, dưới dạng tín hiệu số như vậy thì dưới dạng tín hiệu số như thế này thì rất là trực quan để mà mình có thể biết được là mức âm lượng nó đang nằm ở mức bao nhiêu để mà mình hiệu chỉnh ha. Đó, đó là về chỉnh âm lượng mic nè. Rồi tới chỉnh được bass của mic nè. Đó, cũng hiển thị ở trên màn hình LED luôn. Rồi âm trung của mic nè, rồi chép của mic nè. Đó. Rồi, về phần nhạc thì mình sẽ có thể chỉnh được là mức âm lượng của nhạc nè ha, âm lượng của nhạc nè, bass của nhạc nè. Đó, bass của nhạc. Rồi chép của nhạc. Đó, chép của nhạc ha. Và bên đây một nút âm lượng volume master tức là âm lượng tổng ha. Đó, hiệu chỉnh âm lượng tổng. Rồi, đặc biệt là em loa Neko NK600 của mình sẽ trang bị cho mình hai chức năng rất là xịn sò luôn. Đó là reverb và echo ha. Đó, reverb và echo. Nói có reverb, nói có echo là thấy em loa này xịn sò rồi. Khách hàng đi mua loa là thường hỏi reverb echo. Nó yêu cầu loa phải có reverb echo bởi vì sao? Nó sẽ hỗ trợ giọng hát cho anh em. Đó, echo là chức năng tạo tiếng vang ha. Còn reverb là chức năng là hòa trộn cái giọng hát cùng với cái nhạc nền của mình thành một cái thể thống nhất. Nó tạo nên cái sự mượt mà cho cái phần trình diễn của mình, giúp cho mình hát hay hơn ha, giúp cho cái giọng hát của mình được ok hơn. Đó, nó nâng giọng mình hơn. Đó, đó là reverb và echo ha anh em. Rất là tuyệt vời, trang bị rất là xịn sò. Rồi, tiếp đến là về phần những cái nút chức năng ở đây thì loa sẽ trang bị cho mình những cái nút chức năng khá là cơ bản của một em loa karaoke. Đó là nút mod là nút để mà mình chuyển đổi với các chế độ nè, nút lùi bài nè, nút dừng phát nè, nút qua bài nè và một nút ghi âm ha anh em. Đó, record là nút ghi âm ha. Tiếp đến là ở đây thì cái màn hình LED là lúc nãy mình đã nói cho anh em rồi ha. Ở đây nó sẽ hiển thị những cái sự thay đổi khi mà anh em hiệu chỉnh. Rồi ở đây là một cái nút mic bright, thì mic bright tức là nút ưu tiên cho micro. Khi mà anh em nói chuyện thì giọng mình sẽ được ưu tiên và nhạc nền nó sẽ nhỏ xuống. Đối với chế độ này sẽ phù hợp với những buổi hội thảo nè, những buổi hoạt náo nè. Đó, mic bright ha. Tiếp đến bốn nút này là bốn nút hiệu ứng ha anh em. Đó, khi mà anh em hát thì anh em có thể sử dụng những nút hiệu ứng này để tăng thêm cái sự thú vị cho cái phần trình diễn của mình ha. Rồi, đó chính là những thành phần nằm trên bảng điều khiển của em loa Neko NK600 ha. Bây giờ mình và anh em sẽ cùng nhau đi test thử chất âm của em loa này, xem thử với một trang bị âm thanh là một bass đôi 16.5cm, một mic 8 cm và một chép 4 cm cho công suất là 120W, thì với không gian ở ngoài công viên như thế này mình sẽ có thể cảm nhận được chất âm của em này như thế nào ha. Rồi vô. Những lúc cô đơn giật mình nhớ ra ta đã một mình từ rất lâu, từ rất lâu. Sao lần thất tình, sao lần thất tình, yeah. Hãy nói lần đi lời từ trái tim. Xin cho im lặng rằng nhớ nhau, rằng muốn thấy thấy nhau đi chung được. Oh, oh. Chờ nghe giọng nói anh yêu, chờ yêu chiều, chờ yêu chiều. Tình yêu nào chẳng hề rung động, tình yêu nào có cho không. Oh, 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 oh. Tình yêu đang rất gần, người yêu ta chắc đang quanh đây. Oh, 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 oh. Đừng đi đâu kiếm tiền.
đây. Giữa thành phố người vội vàng, người phát họa tìm giấc mơ. Ta muốn lắng nghe chiều vang, biến hơi thở thành chức thơ. Đón ánh nắng tim đồng rang như đang gọi mời nhắc nhở. Hoa bỡ ngỡ, gió ngập ngừng, hãy cảm nhận đừng ngó lơ. Mấy nhu muốn nói ta điều gì, thở khi nào từ bấy lâu. Ngồi sau le lối đang thầm thì, hỏi nhau chờ được mấy câu. Xung sau nghe lá hoa gọi mời, mãi kiếm tìm chẳng thấy đâu. Khi mà anh em mua em loa Neko NK600 thì mình sẽ có một số phụ kiện đi kèm như sau nha anh em. Đầu tiên là mình sẽ có được một cặp micro không dây như thế này. Đó, cặp micro không dây, rất là xịn sò luôn. Này, anh em thấy không? Đó, rất là sáng bóng luôn ha. Đó, rất là sáng bóng luôn. Để mình mở ra bên trong cho anh em xem nha. Đây, ở bên trong là mình sẽ sử dụng pin là pin 2A nha anh em. Đó, sử dụng pin là pin 2A. Đó ha. Rồi, mình có thể set được tần số nữa nè. Tần số ha. Đây, để mình mở lên cho anh em xem. Đó, nó sẽ sáng xanh rất là xịn sò luôn nha. Rồi, vỏ là vỏ nhôm nha. Đó, anh em nghe tiếng không? Đó, vỏ nhôm, xịn sò vô cùng ha. Rồi, một cặp micro không dây đến từ thương hiệu Neko ha. Rồi, tiếp theo là một cọng dây sạc ha. Đó, một cọng dây sạc nè. Đó, dây sạc ha. Rồi, một remote điều khiển. Remote điều khiển ha. Rồi, thì vừa rồi anh em đã được nghe thử chất âm đến từ em loa Neko NK600 và mình cũng đã biết được một số phụ kiện đi kèm khi mà mình mua em loa này. Bây giờ mình sẽ hát thử một bài nhạc karaoke, xem thử khi mà hát karaoke thì chất âm em này phát ra như thế nào ha. Mua loa về ngoài nghe nhạc thì còn phải dùng để hát karaoke nữa, phải hay cả đôi đường thì mới hài lòng đúng chưa, mới sẵn lòng để mà bỏ tiền ra để mua đúng không. Rồi, vô ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ mình sẽ hát thử một bài nhạc karaoke cho em loa Neko NK600 này, xem thử chất âm như thế nào nha anh em ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alo, alo. Đừng khóc, đừng buồn nghe em, chỉ làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay chia tay, mọi người xa cách phương trời. Tình lỡ một người sang sông, một người lệ rơi đứng trông. Em hỡi, còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Em ơi đêm nay vườn trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một phần trăng xưa mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây, ngày mai em ra đi chôn giấu bao kỷ niệm trôi theo năm tháng để lại nơi đây. Rồi, thì vừa rồi mình đã hát trên em loa Neko NK600 ha anh em. Cảm nhận đầu tiên của mình là chất âm rất là ok ha. Bass chép, bass đầy sáng, bass thì đầy sâu, chép thì sáng rõ ha. Rồi bây giờ mình sẽ hát lại một lần nữa để anh em cảm nhận kỹ hơn ha. Mình thì thích hát ít Neko, nhưng mà em loa này Neko rất là nhiều nên là mình đây mình tăng lên em xem thử nha. Alo, 1, 2, 3, 4. Đó, Echo đó. Mình thì ít hát Echo lắm nên mình chỉ tăng một chút thôi ha. Đó, rồi. Vô lại nha. Tình lỡ một người sáng sông, một người lệ rơi đứng trông. Em ơi, còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Chẳng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vườn trăng xưa mà đôi tim cách xa. Một bao đau thương mình anh lang thang trốn đây, ngày mai em ra đi chôn giấu bao kỷ niệm trôi theo năm tháng